Chào các bạn. Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu lục lạc đồ chơi cho bé hình con bò sữa như thế này. Đối với mẫu lục lạc này mình không có chất cụ thể, mình chỉ làm theo suy nghĩ nên bạn nào không hiểu ở điểm nào thì có thể để lại bình luận ở bên dưới hoặc có thể add Facebook, Zalo của mình, số điện thoại mình có để trên màn hình ha để mình có thể tư vấn được kỹ hơn. Ở mẫu này do clip hơi dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần để hướng dẫn ha. Phần đầu sẽ là thân lục lạc nè, phần đầu cũng như là phần sừng ở trên. Và clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần mũi cũng như là có một cái miệng ở bên dưới nè. Và kèm theo cái hướng dẫn đó mình sẽ hướng dẫn phần tai và hoàn tất luôn cái họa tiết của mình ha. Thì đây là hoàn tất mẫu lục lạc của mình ha. Dụng cụ để móc cái phần lục lạc này, ở đây mình sử dụng đó là len Mucotong. Đây, cuộn len của mình là 125g ha. Sợi len dày tầm khoảng 1.75-2mm. Kim móc thì mình dùng kim móc 2 đầu, ở đây mình dùng đầu số 4 nè. Hoặc là đối với nhiều bạn không có cái mẫu kim này á, các bạn cũng có thể so cho mình đầu kim với sợi len. Đây, khi ta so với đầu kim á, thì các bạn sẽ để ý cho mình, đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len thì mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn ha. Ngoài ra còn có kéo cắt len, kim khâu len, mình dùng để khâu các cái họa tiết lại với nhau nè. Dụng cụ để làm cục bông, để mình làm trang trí ở phía trên ha, làm cái bờm cho họa tiết của mình nè. Hai hạt nút dùng để làm mắt của bò ha. Và dụng cụ không thể thiếu đó là một cái lục lạc như thế này. Đây là mẫu lục lạc của mình ha. Lục lạc có đường kính là 8cm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào tay của thợ, có thợ móc lỏng hay móc chật, ở đây mình lên 25 mũi móc xích. Hoặc là các bạn có thể móc thêm cho mình nhiều xích hơn sao cho cái độ dài này nó bằng với cái độ dài của nửa vòng tròn nè. Mình sẽ móc lên 25 mũi ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã có được 25 mũi móc xích thì lúc này chiều dài của 25 mũi của mình nè. Đây, đây là chiều dài 25 mũi ha. Thì khi ta ướm vào cái vòng tròn của mình á, nó sẽ bằng một nửa số đo vòng tròn nè. Các bạn có thể thay đổi cái xích này ha, tùy vào cái vòng tròn mà các bạn sử dụng. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào chân móc thứ 25, móc vào đó một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Từ đây kẻ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc mình sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên một mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Tương tự đến cuối hàng. Lưu ý cho mình khi móc các cái mũi móc đơn cuối cùng nè, ở cái xích cuối cùng này nè, ta có cái sợi len thừa, khi móc các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc ở các cái chân móc cuối cùng này ha. Thì ta sẽ đưa cái sợi len vào trong mũi móc nè. Và mình sẽ móc luôn vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn và móc cho đến hết ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta được 25 mũi móc đơn cho 25 chân móc. Và ta sẽ có được cái chiều dài như thế này ha. Sợi len thừa của mình ở phía sau nè. Khi móc dấu vào trong mũi móc thì lúc này các bạn sẽ kéo căng sợi len ra và mình cắt len thì mình sẽ không phải dấu len nhiều ha. Ta được một cái sợi dây như thế này. Thì để tiếp tục các cái hàng móc tiếp theo.
móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai này ta sẽ có 25 chân móc, thì các bạn sẽ móc cho mình vào 25 chân này, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, tương tự chân móc kế bên cũng móc một mũi móc đơn, chân kế tiếp cũng vậy, một mũi móc đơn, và từ đây sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng ha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có 25 mũi móc đơn cho 25 chân móc phía dưới. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta được hai cái hàng móc như thế này thì tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Tức là mình sẽ có 25 chân móc, mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Đây, chân đầu tiên một mũi móc đơn. Tương tự chân kế bên cũng một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng vậy, một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Và từ đây tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Tức là mỗi hàng móc mình sẽ có 25 mũi móc. Các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa sao cho khi ta lấy cái phần mà mình vừa móc á, các bạn bao quanh lại cái lục lạc của mình nè. Thì khi bao quanh lại nó sẽ còn tầm khoảng 5 mm nữa thì nó sẽ gặp nhau ha. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 11 hàng móc đều nhau nè. Mỗi hàng móc ta sẽ có 25 mũi móc đơn cho mỗi hàng móc. Lúc này khi ta đưa cái phần thân này bao quanh cái lục lạc thì nó sẽ còn khoảng tầm 5 mm, thì hai cái điểm này nó sẽ chạm nhau nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lại ha. Đây ta sẽ tiến hành khâu lại hai cái điểm này, nó sẽ khi ta kéo giãn cái sợi len của mình thì nó sẽ gặp nhau nè. Khi đã móc đến cuối hàng rồi thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Lưu ý ở đây khi cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này mình khâu vào trong lục lạc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái phần này vào trong lục lạc ha. Các bạn sẽ xỏ cho mình một cái đầu kim. Sau đó mình sẽ đưa cái phần mà mình vừa móc vào trong lục lạc. Ta sẽ lần lượt đâm kim vào hai chân móc song song với nhau nè. Đây, chân đầu tiên của phần bên này và cái chân đầu tiên của cái hàng móc đối diện á. Hai chân móc song song như thế này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ phải qua trái ha. Sau đó kéo len nè. Khi mình cuốn cái sợi len mạnh vào thì hai cái điểm của mình nó sẽ chạm nhau như thế này ha. Tiếp tục đưa kim qua bên phải và đâm kim vào hai chân móc kế tiếp nè. Đâm kim từ phải qua trái vào hai chân móc song song với nhau. Sau đó từ đây mình sẽ kéo len. Đây, guốc sợi len nè. Hai cái điểm của mình nó sẽ chạm nhau và khít nhau như thế này ha. Tiếp tục đâm kim từ phải qua trái hai chân móc song song với nhau. Kéo len. Tương tự đưa kim qua bên phải nè, đâm từ phải qua trái hai chân song song, kéo len. Từ đây sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết. Mình sẽ đâm kim từ phải qua trái ha, hai chân song song nè, kéo len. Sau khi đã khâu được cố định cái phần mình vừa móc vào trong lục lạc á, thì đến cuối hàng các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây để mình cố định lại được sợi len. Rồi thì cái sợi len thừa này nè, các bạn sẽ dùng kim đâm kim vào các cái chân móc ở bên trên này. Mình sẽ đâm kim vào bên trong này mình giấu len ha.
Giấu được sợi len rồi thì sẽ tiến hành cắt len nè. Thì mình đã đưa cái phần len vào trong lục lạc. Ở cái đoạn mà mình vừa khâu ở đây nè, các bạn sẽ tiến hành canh cho mình sẽ luồn xuống đưa xuống phía dưới để cho cái đoạn mình khâu nó nằm ở bên trong ha. Đây, bây giờ mình sẽ móc cái phần đầu ở bên trên. Đầu tiên thì tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc một dây móc xích dài 5 mũi móc. 1 2 3 4 5. Khi có được 5 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và nóc vào 5 chân mình vừa móc ở đây nè. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là mình sẽ có 5 mũi móc đơn cho 5 chân móc. Móc đơn thứ 2 cho chân móc thứ 2. Móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Và mũi móc đơn thứ 5 cho chân cuối cùng. Khi có được 5 mũi móc đơn vào 5 chân móc xích rồi thì ở cái chân móc cuối cùng này nè, khi mình móc một mũi móc đơn rồi, lúc này ở đây đã có một mũi rồi ha, thì các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình 3 mũi móc đơn nữa thì mình sẽ có 4 mũi móc đơn cho chân móc cuối cùng. Móc đơn thứ 2 nè. Tiếp tục móc đơn thứ 3 và móc đơn thứ 4. Như vậy là mình sẽ có được 4 mũi móc cho cái chân móc cuối cùng ha. Và nó sẽ có cái độ bo tròn lại nè. Thì các chân móc kế tiếp sẽ là các cái chân móc đối diện với các cái mũi móc mà mình vừa móc ở đây nè. Đây. Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Và lưu ý khi móc giấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Được 3 mũi móc đơn cho 3 chân móc. Thì ở cái chân móc cuối cùng nè, ban đầu mình có gây nên một mũi móc đơn ở đây rồi thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình vào đó 3 mũi móc đơn nữa. Đây là chân cuối cùng ha, móc thêm vào đó cho mình 3 mũi móc đơn thì ta sẽ có 4 mũi móc đơn cho chân cuối cùng. Mũi móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Ta hoàn tất được vòng thứ nhất nè. Đối với phần đầu của bò á thì mình sẽ tiến hành móc xoắn ốc cho các cái mũi móc của mình. Thì để móc xoắn ốc, từ đây mình sẽ tiến hành móc lên cái vòng thứ hai luôn và mình sẽ không kết mũi ở đây ha. Thì để móc cho cái vòng móc thứ hai của mình á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc phía dưới. Đây là chân móc đầu tiên nè. Móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân móc ha. 1 và 2. Như vậy là đây là cái điểm đầu tiên mà mình móc cái vòng móc thứ hai ha. Tiếp tục các chân móc kế tiếp nè. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ có 3 mũi móc đơn cho 3 chân liên tiếp. Khi được 3 mũi móc đơn cho 3 chân liên tiếp rồi, cái chân móc kế tiếp mà mình gặp nè sẽ là cái chân móc đầu tiên của 4 mũi móc đơn mà ta móc vào cùng một chân móc á. Thì lúc này cái chân móc đầu tiên đó cũng như là 3 cái chân móc còn lại là 4 cái chân móc của cái cụm này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ ba cũng tương tự, hai mũi móc đơn. Chân thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn. Như vậy là ở cụm này mình đã tăng lên được 4 mũi móc ha. Khi đã móc được cái cụm này rồi nè, thì tiếp tục 3 chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ hai nè. Chân thứ ba cũng tương tự một mũi móc đơn ha. Được 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc liên tiếp với nhau thì chân kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái chân móc đầu tiên của 3 mũi cuối cùng mà mình móc nè. Tức là ba cái mũi này vào cùng một chân móc á thì các bạn cũng lần lượt 3 chân, mỗi chân là hai mũi móc đơn ha. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng hai mũi móc đơn nè. Chân thứ ba cũng tương tự hai mũi móc đơn. Và cũng là chân cuối cùng của vòng ha.
Như vậy là mình đã kết thúc được vòng móc thứ hai nè. Để tiếp tục cái vòng móc thứ ba, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc kế tiếp. Đây, thì đây sẽ là cái chân móc mà kết thúc vòng ha. Nhiều bạn không có để ý được cái mũi móc này thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu hoặc là một sợi len để mình đánh dấu đây là điểm cuối cùng của mỗi vòng móc. Ở vòng móc thứ ba, tiếp tục móc cho mình nè vào các cái chân móc kế bên này. Thì chân đầu tiên của vòng móc thứ ba sẽ là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự ở cái cụm bo tròn này cũng vậy ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi mà ta gặp cái cụm mà hai mũi móc đầu tiên nè, hai mũi móc cuối cùng của cái cụm bốn mũi phía dưới á, đây là hai mũi móc có cùng một chân cuối cùng, là cái cụm cuối cùng của cái chân móc phía dưới ha, thì các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình ở cái điểm này, tức là hai chân này nè ta sẽ tăng vào cái chân móc đầu tiên ha, móc vào chân móc đầu tiên đó hai mũi móc đơn, móc đơn thứ nhất nè và móc đơn thứ hai. Khi tăng được một mũi ở đây rồi thì hai chân kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất, móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Được hai mũi vào hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp sẽ móc vào đó ba mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất nè, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba cùng một chân móc ha. Thì các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi mà mình tăng ba đó nó sẽ là cái mũi nằm chính giữa so với ba mũi móc đơn mà có mỗi chân móc nè. Ba mũi móc đơn này nó riêng lẻ thì cái chân này nó sẽ nằm chính giữa ha, của cái mũi chính giữa. Tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Thì cái mũi móc kế tiếp mà mình gặp nè, các bạn sẽ để ý cho mình ta sẽ gặp hai chân móc, hai mũi móc có cùng một chân đầu tiên mà ta gặp theo cái chiều này của cái cụm mà ba mũi cuối cùng á. Thì ở đây, đây là hai mũi có cùng chân nè ha. Chân đầu tiên mình móc một mũi móc đơn rồi thì chân thứ hai này sẽ móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc cho đến hết vòng. Thì đây là cái điểm kết thúc của vòng ha, nó sẽ thẳng hàng với cái mũi đầu tiên. Đây cái mũi đầu tiên mà ta móc ở cái vòng móc thứ hai nè. Thì nó sẽ thẳng hàng là điểm cuối cùng của cái vòng móc. Thì cái đầu của bò mình sẽ để như thế này ha. Đây, kết thúc vòng móc thì cái điểm mà mình bắt đầu móc nó sẽ nằm ở phía này nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần ở bên trên để tạo mặt. Từ đây cứ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên một mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc tương tự cho mình ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến khi ta gặp hai cái mũi móc có cùng một chân móc nè. Hai mũi móc này ta móc vào cùng một chân móc thì các bạn cứ móc cho mình đến cái chân móc này ha. Đây, hai mũi có cùng một chân nè. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi ta gặp hai cái chân móc, hai mũi móc có cùng một chân nè. Đây là hai mũi móc có cùng một chân đầu tiên mà ta gặp ha. Đây. Hai mũi có cùng một chân móc nè. Thì đây là mũi thứ nhất. Cái mũi thứ nhất này các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn ha. Ta sẽ tăng mũi ở cái điểm thứ nhất đó. Đây, hai mũi có cùng một chân móc nè. Đây là chân thứ nhất ha. Thì sẽ tăng cho mình ở cái chân thứ nhất này, móc vào đó hai mũi móc đơn. Ở đây các bạn sẽ để ý cho mình ba cái mũi móc có cùng một chân kế tiếp này, thì
thì ta cũng móc vào cái chân nằm chính giữa nè. Bây giờ mình sẽ móc cho các bạn để ý nè. Chân đầu tiên của hai mũi đó móc vào hai chân, hai mũi móc đơn. Sau đó các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ ba nè, móc đơn thứ tư. Được 4 mũi liên lẻ vào 4 chân móc liên tiếp thì chân kế tiếp mà mình gặp nó sẽ là cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này. 3 mũi này ta móc vào cùng một chân móc ha. Thì cái chân nằm chính giữa này các bạn sẽ móc vào đó 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. 2 và 3. Được 3 mũi như thế này rồi. Bên kia mình móc 4 chân liên lẻ, mỗi chân là một mũi móc đơn thì bên này các bạn cũng móc 4 chân ha. Mũi thứ ba nè. Đối với cái mũi móc thứ tư á là cái mũi móc mình sẽ gặp đó là móc vào hai cái chân móc của hai mũi có cùng một chân tương tự như cái bên này nè. Đây thì đây là hai cái mũi móc có cùng một chân thì chân kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Và cái chân cuối cùng nó trái ngược với cái bên kia, tức là mình sẽ móc vào chân cuối cùng đó hai mũi móc đơn ha. Đây, tức là mình sẽ móc ngược lại so với cái bên mà mình vừa móc á. Sau đó tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn nè. Phần dưới này mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha. Ở đây mình có vẽ ra cho các bạn dễ hình dung hơn nè. Mình sẽ móc theo cái chiều này. Đây, đây là cái phần mặt mà mình vừa móc theo cái chiều này ha. Thì mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở phía dưới. Đây là hai cái mũi móc mà có móc vào cùng một chân móc nè. Thì cái mũi màu đỏ là cái mũi mà mình đánh dấu ở đây, nó sẽ là cái mũi mà mình bắt đầu móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Đây tương tự như cụm chính giữa cũng vậy nè. Và cái cụm bên này thì nó sẽ trái ngược với hai mũi móc cùng chân ở bên kia, tức là mình sẽ móc vào chân thứ hai á khi móc theo cái chiều này ha. Đây thì mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Khi các bạn gặp hai cái mũi móc mà nó móc vào cùng một chân móc á thì cái chân móc màu đỏ mà mình đánh dấu ở đây, các bạn sẽ móc vào cái đầu chân móc này hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Ta sẽ tăng vào đây hai mũi móc đơn. Các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn nè, theo chiều này mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi gặp 3 mũi mà ta móc vào cùng một chân móc, cái chân móc màu đỏ mà mình đánh dấu ở đây nè là cái chân nằm chính giữa, thì các bạn cũng đâm kim vào đó và móc 3 mũi móc đơn vào đó ha. Thì hai cái chân ở hai bên ta sẽ làm một mũi móc đơn nè. Tiếp tục theo chiều này thì mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn cho các chân móc còn lại. Từ đây mình sẽ gặp thêm hai mũi móc có cùng một chân còn lại. Thì hai mũi móc này nó sẽ trái ngược với cái điểm đầu tiên ở bên này. Thì cái điểm đầu tiên này mình tăng ở chân đầu tiên. Cụm còn lại ở đây các bạn sẽ tăng vào chân cuối cùng ha, là chân thứ hai á. Đây mình sẽ tăng cái chân thứ hai này hai mũi móc cùng chân nè. Ở đây mình tăng vào chân đầu tiên thì trái ngược với bên này mình sẽ tăng vào chân móc thứ hai ha. Còn 3 mũi chính giữa này mình sẽ tăng vào chân nằm chính giữa nè. Các bạn cứ móc theo chiều này ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. Cứ khi nào mà mình gặp cái cụm đầu tiên bên này thì ta sẽ tăng mũi ở chân móc đầu tiên của hai mũi cùng chân nè. Đây là chân đầu tiên ha, thì các bạn cứ tăng cho mình vào chân đầu tiên. Đây, tăng vào đây. Sau đó tiếp tục các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Ở cụm 3 mũi chính giữa này thì mình sẽ tăng vào cái chân móc của mũi nằm chính giữa. Các chân phía bên ngoài là một mũi nè, thì cái chân nằm chính giữa này mình sẽ tăng vào đó 3 mũi ha. Tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn. Cái cụm móc cuối cùng ở đây ta sẽ tăng vào chân thứ hai ha, nó sẽ trái ngược với cái đầu bên này. Thì cái chân đầu tiên một mũi, chân móc thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi nè. Sau đó tiếp tục móc xoắn ốc. Đây ta sẽ móc xoắn ốc theo cái chiều này, cứ mỗi chân là một mũi móc đơn. Cứ khi nào mà các bạn gặp cái chân móc đầu tiên của cái cụm đầu tiên này thì chân đầu tiên ta luôn luôn móc vào đó hai mũi móc đơn. Đây, chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè, thì nó sẽ có cái sơ đồ như thế này ha. Ở chính giữa này thì móc vào chân chính giữa này 3 mũi móc đơn. Đây, 3 mũi móc đơn chân chính giữa nè. Tiếp tục chân chính giữa 3 mũi móc đơn nè. Theo chiều này móc tiếp đến cái cụm cuối cùng ở đây thì ta sẽ tăng mũi ở cái chân móc thứ hai nè. Đây, tăng mũi ở chân thứ hai.
Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình ha, ta sẽ móc xoắn ốc cho cái phần mặt này. Tức là ở đây các cái chân móc cuối cùng ở bên dưới nè, ở cái phần phía dưới mà mình khâu á, thì mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến khi mình gặp hai mũi móc cùng chân đầu tiên, thì hai mũi móc có cùng một chân đầu tiên này sẽ thêm vào cái chân móc đầu tiên hai mũi. Tiếp tục các chân nằm chính giữa nè, gặp cái chân móc chính giữa của ba mũi cùng chân thì đâm kim vào chân chính giữa để thêm ha, và cụm cuối cùng này thêm vào chân móc thứ hai nè, thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần mặt này nó được nhô cao lên để mình tạo mặt cho bò á, thì các bạn cứ thêm cho mình xoắn ốc như vậy ha. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở cái sơ đồ này mình có một chút lưu ý nhỏ nè. Khi các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự như vậy thì cái khoảng cách ở cái điểm mà ta thêm, đây từ cái điểm mà ta thêm chân móc đầu tiên nè, đến cái chân móc cuối cùng này và cái chân móc nằm chính giữa, thì các cái mũi móc ở bên này nè, mỗi chân là một mũi móc đơn á, thì số mũi móc ở hai bên này nó sẽ đều nhau ha. Ở bên này 3 thì bên kia 3, và tiếp tục 4 thì bên kia cũng là 4 ha. Sau khi đã thêm được các cái mũi móc, lúc này cái phần mặt của mình nó sẽ được nhô cao lên như thế này. Và đối với size của lục lạc này mình thêm tổng cộng là 7 hàng móc. Các bạn sẽ đếm cho mình 7 hàng móc mà mình thêm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 hàng nè. Ta đã tăng lên được 7 hàng móc ha. Thì cái phần mặt của mình nó đã có cái độ nhô cao lên rồi. Phía bên hông này sẽ là cái điểm kết thúc của mình nè. Và bắt đầu vòng móc mới á, thì cái điểm kết thúc của mình nó cũng thẳng hàng với cái điểm này ha. Thì từ đây tiếp tục các cái vòng móc kế tiếp, mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Và ở cái vòng móc không tăng này, các bạn gặp cái chân móc cụm này các bạn cũng không tăng cho mình ha. Mình cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn nè, ở đây cũng vậy và ở đây cũng vậy nè. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến khi ta được cái độ cho đến khi ta được tầm khoảng 4 hàng móc. Tức là nó sẽ bằng một nửa so với cái phần mà mình vừa tạo ở đây. Cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ móc đều cho đến cái chân móc kết thúc của mỗi vòng. Ở đây mình đã lên thêm được tổng cộng là 4 hàng móc đều nhau và mình không tăng mũi ha. Tính từ đây thì mình sẽ có được 4 hàng móc đều nhau nè. Và cái phần mặt của mình nó đã có cái độ sâu như thế này rồi. Để giảm mũi và hoàn tất được phần đầu của bò á, cái mũi móc kết thúc của mình nó cũng thẳng hàng với mũi móc ở phía trên này ha. Đây khi kéo xuống nó sẽ thẳng hàng như thế này. Thì để bo nhỏ lại hoàn tất cái phần đầu này, các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng mà mình thêm ở đây. Ở đây mình sẽ có được 51 mũi móc cho cái vòng này. Thì các bạn sẽ lấy cái tổng số mũi móc này chia cho 6, ta sẽ được ra cái số mũi móc mà ta cần giảm. Tức là cái số mũi móc đó nó sẽ là cái chân móc mà mình giảm ha. Ở đây mình có 51 mũi, chia cho 6, ta sẽ được 8 và dư 3 mũi. Khi kết thúc cái vòng móc này thì hai chân đầu tiên các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình một mũi trước. Thì cái cách giảm như sau. Ta sẽ tiến hành đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của vòng móc nè. Sau đó kéo len qua chân móc. Khi trên kim được hai mũi như thế này rồi, tiếp tục đâm kim vào chân kế bên. Kéo len qua chân móc. Được 3 mũi trên kim thì kéo len qua hết 3 chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới mình sẽ giảm lại được thành một mũi ở bên trên như thế này ha. Đây sẽ là cái chân móc giảm đầu tiên của mình nè. Ở bên trên mình chia được 8 mũi thì các bạn sẽ móc cho mình 6 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ giảm mũi ở chân thứ 7 và thứ 8. Mũi móc đơn thứ 3 cho chân thứ 3 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Móc đơn thứ 5 cho chân móc thứ 5.
mũi móc đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. Mình chia được 8 mũi ha, thì có 6 mũi rồi, chân móc thứ 7 và thứ 8. Các bạn sẽ tiến hành chụm lại thành một chân tương tự như cái mũi chụm ở đây. Ta cũng đâm kim lần lượt vào chân thứ 7 và thứ 8 nè. Kéo len nè. Đâm kim vào chân thứ 8, kéo len. Khi trên kim có 3 mũi như thế này thì kéo qua hết chân trên kim. Thì mình sẽ giảm lại được thêm một mũi ở đây. Các bạn cứ móc tiếp tục cái cụm này cho mình cho các cái vòng móc còn lại ha. Cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Tức là mình sẽ có 6 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 nè. Móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Tiếp tục móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5 cho chân móc thứ 5. Móc đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. Được 6 chân rồi thì chân móc thứ 7 và thứ 8 mình sẽ chụm lại thành một chân. Thì cái cách chụm sẽ đâm kim lần lượt vào hai chân. Chân thứ 7 và chân thứ 8, sau đó kéo qua 3 chân trên kim ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi các bạn đã giảm được tổng cộng là 5 mũi móc giảm rồi, thì ở cái mũi móc giảm thứ 6 á, ta sẽ còn lại tổng số mũi móc, nó sẽ khác so với các cái khoảng cách giữa mũi giảm ở phía trên. Ở đây mình còn dư ra 3 mũi nè, thì cái khoảng cách giữa cái mũi chụm thứ 6 với cái mũi chụm thứ 5 cũng như là với mũi chụm thứ nhất á, thì cái khoảng cách nó sẽ khác nhau ha. Thì mình sẽ còn dư lại 17 mũi, chia cho 2 ta được 8 mũi. Thì lúc này các bạn sẽ tịnh tiến lên cho mình, tức là chân thứ 8 và chân thứ 9 sẽ chụm lại, nó khác ở phía trên là chân thứ 7 và chân thứ 8 ha. Thì cái số dư đó các bạn sẽ tính tăng lên là ta sẽ móc 7 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Mũi móc thứ 2 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 3. Mũi móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Khi có được 7 mũi móc đơn rồi ha, cái mũi móc đơn thứ 8 là mũi mình vừa chia được, với cái mũi thứ 9 các bạn sẽ chụm lại thành một chân nè. Thì ta sẽ có được mũi chụm cuối cùng ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái mũi móc này, mỗi chân là một mũi móc đơn nè, mình sẽ móc cho đến cái mũi chụm đầu tiên mà mình gặp. Khi các bạn đã móc đến cái mũi chụm đầu tiên mà mình chụm này nè, thì nó cũng thẳng hàng với cái chân móc kết thúc của mũi vòng. Và cái vòng móc này nó sẽ giúp cho cái phần thân đầu của mình nó được bo lại ha. Thì các cái vòng móc tiếp theo các bạn cũng giảm cho mình, tức là mỗi vòng mình sẽ giảm 6 mũi móc. Thì cái cách giảm như sau nè. Gặp cái chân mũi chụm đầu tiên, đây là chân mũi chụm ha, hai chân phía dưới chụm lại thành một chân phía trên nè. Thì cái chân mũi chụm này với các bạn lùi lại cho mình một chân ở phía sau. Thì chân mũi chụm này với cái chân phía sau này, hai chân này sẽ chụm lại cho mình thành một chân ha. Đây, chân mũi chụm và cái chân mũi móc đơn phía sau á, chụm lại thành một chân nè. Ta có mũi chụm đầu tiên cho vòng móc tiếp theo này. Thì các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi nào mà các bạn gặp cái mũi chụm tiếp theo á, cái mũi chụm tiếp theo của mỗi vòng, ta cứ móc xoắn ốc nè. Khi các bạn gặp cái mũi chụm tiếp theo thì lùi cho mình lại một mũi, và cái chân mũi chụm đó với cái chân lùi đó chụm lại thành một chân nè. Kéo qua 3 chân trên kim nè. Tương tự cho các chân móc còn lại ha. Các bạn sẽ móc xoắn ốc như vậy cho mình. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Cứ móc tương tự cho mình ha, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Chỉ khi nào mà các bạn gặp cái chân mũi chụm kế tiếp thì sẽ lùi lại cho mình một chân ha. Đây là chân mũi chụm nè. Các bạn sẽ tiến hành lấy cái chân này với cái chân lùi lại một chân nè. Hai chân này chụm lại thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Và móc tương tự cho đến khi cái vòng tròn này nó nhỏ lại. Sau khi đã giảm mũi cho cái vòng tròn của mình nó được bo nhỏ lại, để còn một cái khoảng trống như thế này thôi, thì các bạn tiến hành nhồi gòn vào bên trong cho mình.
Đến cái mũi chậm cuối cùng ở đây thì ta móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo vào cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng đoạn len này khâu vào trong cái phần lục lạc cũng như là khâu bít lại cái phần đầu này ha. Đây, xỏ cho mình cái đầu kim vào. Khi mà nhồi gọn vào cái khoảng trống này xong rồi nè, mình sẽ tiến hành khâu bít lại. Thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình nhồi gọn, sau đó canh chỉnh cho cái đầu của mình nó như thế này ha. Đây, thì mình sẽ được một cái đầu bò như thế này. Để cho cái khoảng trống này khít nè, các bạn lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong. Đây, lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc còn thừa ở đây ha. Đâm từ ngoài vào trong nè, chân kế tiếp, tiếp tục chân thứ ba từ ngoài vào trong. Chân thứ tư nè, kéo lên, tiếp tục chân móc thứ năm. Sau đó các bạn tiến hành kéo guốc cho mình sợi len thật mạnh vào ha, thì cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại nè. Khi đã bít được cái khoảng này rồi, tạo cho mình một guốc ở đây để cho cố định được cái đoạn này ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một guốc nè. Sau khi đã hoàn tất được cái phần đầu như thế này rồi, đây, ở cái sợi len thừa mà mình chừa ra dài nè, các bạn sẽ tiến hành sử dụng đoạn len đó để mình khâu cái phần mặt vào trong thân của lục lạc luôn ha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa guốc lại á. Các bạn đâm ngược xuống cho mình ở cái phần cổ là cái phần mà mình khâu luôn vào trong cái phần lục lạc á. Đây, thì sợi len của mình nó đang ở bên dưới ha. Tiến hành khâu cho mình cái phần lục lạc này với cái phần đầu. Thì lưu ý nè, đây là cái phần đầu thẳng, các bạn sẽ nghiêng cho mình một góc tầm khoảng 70 độ. Đây, để thẳng như thế này ha, thì nghiêng cho mình cái phần đầu này 70 độ. Phần đầu thẳng nè, thẳng hàng so với cái phần lục lạc. Thì các bạn sẽ khâu nghiêng cho mình cái phần đầu một khoảng 70 độ nè. Đây, thì phần đầu của mình khi khâu vào nó sẽ như thế này ha. Các bạn khâu nghiêng vào cho mình. Tức là ta sẽ khâu ở chính giữa của các cái hàng móc phần cổ ở bên dưới ha. Đây, khâu nghiêng vào như thế này nè. Thì mặt trước của nó sẽ như thế này ha. Cái phần mũi nó có cái độ nhô xuống dưới để mình khâu một cái phần mũi còn lại vào trong nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần sừng. Ở đây mình đã móc sẵn một cái sừng nhỏ như thế này. Thì cái phần sừng này cũng rất là đơn giản ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc xoắn ốc cái phần sừng này. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 9 mũi móc đơn liên tiếp với nhau ha. Móc đơn thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ tám và mũi móc đơn thứ chín. Khi hoàn tất được 9 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi thì nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình được nhỏ lại. Sau đó các bạn tiến hành cắt cho mình cho cái đoạn len này nó ngắn lại ha. Ta hoàn tất được vòng tròn thứ nhất với 9 mũi móc đơn nè. Thì phần tay này mình cũng tương tự móc xoắn ốc, nên các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên. Đây là chân đầu tiên ha, móc vào một mũi móc đơn nè. Thì đây sẽ là mũi móc đầu tiên của vòng móc thứ hai. Ta cũng còn lại 8 chân móc. Thì mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư cho chân thứ tư. Tiếp tục mũi móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy, mũi móc đơn thứ tám và mũi móc đơn thứ chín cho chân móc thứ chín. Thì được 9 mũi móc đơn rồi, ta kết thúc được vòng móc thứ hai ha. Thì vòng móc thứ ba các bạn cũng làm tương tự nè,
Các bạn cứ đếm cho mình đúng 9 mũi là một vòng, 9 mũi là một vòng ha. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc thứ hai và xoay vòng cho mình. Tức là mình sẽ móc xoắn ốc ha, cho đến khi cái phần này nè, các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 7 đến 8 hàng móc. Nó sẽ có một cái độ cao như thế này. Thì ở đây mình móc tổng cộng là 7 hàng móc cho phần sừng nè ha. Kết thúc hàng thứ 7 thì đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi dời và chừa ra sợi len thừa để khâu vào trong đầu của bò.